Thưa quý vị, căn bệnh chống dịch, lực lượng y tế hiện nay đang chịu sức ép lớn nhất vì đây là mắt xích đầu tiên rà soát, sàng lọc, nhận diện nguy cơ, cũng là mắt xích chính yếu điều trị, cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Không chỉ chịu áp lực diện nguy cơ bị lây nhiễm cao, lực lượng y tế còn đang phải làm việc với cường độ ngày càng cao bởi số ca mắc và nghi nhiễm COVID-19 mỗi ngày một tăng. Để có thêm nguồn lực y tế cho công tác phòng chống dịch, đầu tháng 7 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra lời kêu gọi hệ thống y dược tư nhân trên địa bàn cùng chung sức chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tinh thần chung sức vào cuộc chiến chống dịch của hệ thống y tế tư nhân tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, tại thị xã Phú Mỹ thực hiện lấy mẫu toàn dân và bên cạnh lực lượng y tế của chính quyền địa phương thì thị xã Phú Mỹ cũng đã huy động thêm nguồn nhân lực của y tế tư nhân. Và để hoàn thành mục tiêu này trong vòng 3 ngày thì cũng đã có sự tham gia của khoảng 20 nhân viên y tế của 7 phòng khám tư nhân trên địa bàn. Không đợi đến khi có lời kêu gọi của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chung sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngay từ thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng cuối tháng 6 năm 2021, được sự khuyến khích của Ban Giám đốc Phòng khám Đa khoa ASEA Phú Mỹ, nhiều y, bác sĩ và nhân viên phòng khám đã làm đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Gần một tháng qua, nhóm y bác sĩ của phòng khám đã làm việc theo sự điều động của địa phương và cứ có lệnh là lên đường. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, tôi cũng kêu gọi anh em nhân sự chúng tôi là làm cái đơn tình nguyện cùng với tôi là trong tình trạng là trong tư thế sẵn sàng để lên đường hỗ trợ cho anh em chống dịch. Thì ở giai đoạn này chúng ta cũng không phân biệt là công hay tư, mà tôi nghĩ là tất cả anh em trong ngành y tế dù công hay tư cũng chung một cái suy nghĩ là cùng nhau mỗi người một tay để ngăn chặn cái đại dịch. Trong số thành viên trực chốt kiểm dịch xuyên suốt tại thị xã Phú Mỹ từ 28 tháng 6 đến nay, có những thành viên là nhân viên, y, bác sĩ, các phòng khám tư nhân tại Phú Mỹ. Không chỉ hỗ trợ nguồn nhân lực, các cơ sở y tế tư nhân cũng hỗ trợ cả phương tiện và trang thiết bị y tế như xe cứu thương để đưa các trường hợp mắc COVID, F1 đến nơi điều trị, cách ly tập trung. Xe cứu thương thì báo cáo là khi có nhiệm vụ là chúng tôi điều động là xe cứu thương đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là đối với lại địa bàn của thị xã. Khi có các đối tượng F1 thì chúng tôi bất kể ngày và đêm, thì khi trung tâm yêu cầu chúng tôi cử xe để đi. Đặc biệt là đối với tỉnh khi yêu cầu chúng tôi cũng tham gia để chở các cái lượng là các đối tượng F0, F1 từ các cơ sở địa phương về tới các cái bệnh viện điều trị COVID. Đại diện Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ khẳng định sự hỗ trợ của các cơ sở y tế tư nhân góp phần rất lớn cùng địa phương phòng chống dịch, đặc biệt là trong những thời điểm địa phương phải khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID trên diện rộng. Đến nay, thị xã Phú Mỹ có 7 cơ sở y tế tư nhân tham gia hỗ trợ nhân lực, phương tiện cho cuộc chiến chống dịch. Và tinh thần chống dịch của những nhân viên, y bác sĩ, dù ở loại hình nào cũng đều chung tâm thế, sẵn sàng ở vị trí tuyến đầu xuyên suốt 24/24 vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng.